bảo em bán cái gì đấy, bảo em có thuốc giảm cân, thế cái hệ thống sản phẩm của em có gì, bảo em có đúng một loại đấy thôi, thế thì bây giờ khách hàng mua lặp lại nó cũng khó, cái để mà tăng cái số tiền mua trung bình cũng khó. Đó, bây giờ người ta uống một ngày 2 viên, bây giờ chả nhẽ mình xui là anh chị phải uống một ngày 8 viên à, để tăng số tiền mua lên à, không được. Thế thì chúng ta phải có phễu sản phẩm này, các bạn cứ nhớ công thức này. Rồi thì theo các bạn nhé, tại sao chúng ta cần có hệ thống phễu sản phẩm? Chúng ta hiểu được phễu sản phẩm là như thế rồi, thế tại sao chúng ta cần có phễu sản phẩm? Xin mời chia sẻ nào. Xin mời Trang Lê nào, tại sao chúng ta cần có phễu sản phẩm? Dạ, theo em thì phải cần có sản phẩm, bởi vì thông thường thì tâm lý khách hàng thì để bắt đầu mà tin tưởng mình thì họ phải trải nghiệm qua một cái sản phẩm nào đó. Khi mà họ đã chấp nhận trải nghiệm một cái sản phẩm của mình và họ có niềm tin vào đó rồi thì họ rất là dễ chi tiền để mua một cái sản phẩm tiếp theo. Thì cái việc mà mình có hiểu sản phẩm thì mình sẽ giúp cho khách hàng của mình, thứ nhất là tạo niềm tin, thứ hai là sẽ kiểu như để cho khách hàng tạo được tiếp cận được những cái sản phẩm và dịch vụ của mình được tốt hơn. Dạ, thêm là như vậy. Nói tóm gọn lại gạch gạch đầu dòng các ý ra nào, ý thứ nhất là gì, ý thứ hai là gì nào? Dạ, thứ nhất là để cho khách hàng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của mình. Thứ thứ nhất là có cơ hội trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ, thứ hai là để tạo niềm tin cho khách hàng, và thứ ba là theo tâm lý khách hàng thì thường là nếu mà khách hàng đã chấp nhận chi trả một khoản nhỏ hoặc là sử dụng miễn phí sản phẩm của mình thì có khả năng họ sẽ chi trả cho những sản phẩm tiếp theo của mình có giá cao hơn. Rồi ok rồi. Chuẩn rồi, cảm ơn em. Nào xin mời bạn tiếp theo nào. Còn gì nữa không nào? Xin mời Ngọc Điệp nào. Hoặc là tại sao tạo ra phễu, tức là khi mà mình muốn mang một cái dịch vụ, một cái sản phẩm gì giá trị ra thị trường á, thì trước mắt á, thì mình sẽ trao một cái giá trị mà không đồng trước, khi mà mọi người sẽ hiểu được cái giá trị ở đây và mọi người tin tưởng tức là cái lĩnh vực này có giá trị với họ, thì họ sẽ đồng hành, họ theo dõi. Trong một quá trình họ theo dõi thì họ thấy đúng đúng và hợp lý, thì bắt đầu mình sẽ trao từ từ là tới cái sản phẩm 1 đồng, thì họ sẽ thử, họ sẽ tại vì họ thấy là những cái kia đúng có giá trị thì họ sẽ bắt đầu họ thử từ cái 1 đồng, họ bắt đầu họ thấy có chất lượng đúng như những gì mà mình trao mình nói, thì trong quá trình đó họ đã đồng hành với mình, họ rất là tin tưởng mình rồi, thì khi mà mình trao tới cái mà họ thật sự cần, họ cần tới mình, thì mình đưa ra cái giá 10 đồng thì lúc đó họ luôn sẵn sàng để họ tìm hiểu. Thật sự cốt lõi đây là tại vì mình biết cái sản phẩm của mình ai đưa ra thì cũng sẽ là mình hy vọng là cái sản phẩm của mình tốt nhất, được trao ra giá trị cho nhiều nhất ở ngoài cộng đồng, thì bằng cách mà để làm sao tiếp cận được thì mình chỉ có thể là trao giá trị trước. Thì em nghĩ đấy là cái công thức của một cái phải cái này. Ok, cảm ơn Ngọc Tiên. Rồi xin mời Đạt Vũ nào. Em xin chào thầy, em xin chào các anh chị trong lớp ạ. Mọi người nghe được rõ em nói Ok, có. không ạ? Thưa thầy, là em xin trả lời là đầu tiên là sản phẩm phễu theo em là để tăng hiệu quả, khả năng tiếp cận, thứ hai là tăng khả năng chốt đơn, thứ ba là khi mà mình biết được khi khách hàng mình đang ở mức độ nào, họ mua sản phẩm nào ấy, có nhu cầu ở mức độ nào rồi ấy, thì lúc đó mình sẽ tối ưu được chi phí thêm. Em nghĩ là vậy cho rút gọn. Rồi ok, cảm ơn Đạt, rất hay, cảm ơn em. Đó nhá, thì cái lý do đầu tiên chúng ta phải xây dựng phễu sản phẩm ấy, thì các bạn cần biết được một cái như này, để tăng được doanh thu ấy thì chúng ta có một cái công thức như này, để tăng doanh thu ấy có một cái công thức như này. Đây các bạn nhìn thấy không, các bạn ghi xuống cái công thức này nhá. Anh chị em làm kinh doanh ấy thì chắc chắn là nó chỉ loanh quanh cái việc là tăng doanh thu, nó chỉ nằm trong là 5 cái yếu tố này thôi. Doanh thu thì bằng là lượng khách hàng tiềm năng nhân với lại tỷ lệ mua hàng, nhân với lại số tiền trung bình mỗi đơn hàng, nhân với lại tỷ lệ lợi nhuận, nhân với lại số lần mua lặp lại. Đây là công thức kinh điển của đội làm kinh doanh. Các anh chị đi học đột phá doanh số, tăng doanh số ở đâu cũng thế, thì người ta cũng chỉ bám vào cái công thức này thôi. Đấy, để tăng tiền lên, mình muốn tăng doanh thu mình lên thì tăng một trong 5 cái này, hoặc là tăng cả 5 cái này. Đấy, làm sao để mình có nhiều khách hàng tiềm năng biết đến mình hơn. Biết đến rồi thì cái tỷ lệ chốt nó phải cao, tức là tỷ lệ mua hàng cao. Đấy, ví dụ 100 khách đến thì phải có tầm khoảng 50 khách mua chẳng hạn. Rồi tỷ lệ mua hàng cao nhưng mà cái số tiền mỗi đơn hàng ấy thì cũng phải cao nữa, số tiền mua trung bình cao. Đấy, rồi cái tỷ lệ lợi nhuận ấy càng ngày nó phải lợi nhuận nó càng nhiều lên, tìm cái cách để tăng cái tỷ lệ lợi nhuận lên. Đấy, lúc đầu mình có thể lợi nhuận 5-10% nhưng về sau có thể thành 15-20%. Rồi sau đó là số lần mua lặp lại, làm sao để khách hàng quay trở lại mua lại của chúng ta. Thì đây là công thức kinh điển để tăng doanh số. Thì các bạn nhìn vào một cái phễu sản phẩm ấy, một phễu sản phẩm ấy thì chúng ta sẽ thấy được một điều rằng là cái phễu sản phẩm ấy sẽ giúp cho chúng ta cả 5 cái yếu tố này. Đầu tiên là giúp làm tăng cái lượng khách hàng tiềm năng. Đấy, bởi vì nó có sản phẩm không đồng đúng không anh chị?
cái sản phẩm không đồng thì nó rất là kích thích khách hàng mua. Khách hàng mua là không có cái rào cản gì hết đấy, không có rào cản đấy, thì khách hàng sẽ rất dễ để mua hàng của chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta truyền thông về cái sản phẩm không đồng của mình đấy, giúp cho nhiều người tiếp cận được cái sản phẩm không đồng thì cái lượng khách hàng tiềm năng nó sẽ tăng. Rồi tiếp theo có hệ thống phễu sản phẩm ấy thì nó sẽ tăng tỷ lệ mua hàng, đúng không anh chị? Ví dụ là bây giờ sử dụng sản phẩm không đồng rồi đấy thì đã biết được sản phẩm là rất là xịn, rất là tốt, rất là phù hợp rồi thì người ta sẽ có xu hướng người ta sử dụng thêm các sản phẩm 1 đồng, 3 đồng, 10 đồng thì tăng tỷ lệ mua hàng. Tiếp theo là tăng số tiền trung bình, cái này rất là quan trọng, tăng số tiền trung bình trên một khách hàng mua, trên một đơn hàng ấy. Thế là bởi vì có phễu sản phẩm rồi ấy, thì chúng ta có cơ hội để upsell đấy. Nhiều bạn là chỉ có đúng một sản phẩm thôi, bán một sản phẩm đấy xong rồi khách hàng có muốn mua thêm ấy thì cũng chẳng có gì để mà mua nữa đấy. Nhưng bây giờ các bạn có phễu sản phẩm ấy thì các bạn có cơ hội để tăng cái số tiền mình thu được từ khách hàng lên. Rồi tiếp theo có phễu sản phẩm ấy thì cũng là giúp tăng cái tỷ lệ lợi nhuận, là bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ thiết kế ra những cái sản phẩm 3 đồng, sản phẩm 10 đồng đấy, cái lợi nhuận của nó cực kỳ cao. Ví dụ như sản phẩm 10 đồng là sản phẩm lợi nhuận cực kỳ cao, là bởi vì khi mà khách hàng đã tin tưởng, đã quen sử dụng những cái sản phẩm của mình rồi đấy, thì mình sẽ đưa vào những cái sản phẩm mà cái giá trị nó cao và lợi nhuận nó cũng cao rồi. Và đương nhiên thì có phễu sản phẩm ấy thì sẽ tăng cái số lần mua lặp lại của khách. Nếu như các bạn chỉ có đúng một sản phẩm thôi, ví dụ như là bán thuốc giảm cân, bảo em bán cái gì đấy, bảo em có thuốc giảm cân, thế cái hệ thống sản phẩm của em có gì, bảo em có đúng một loại đấy thôi, thế thì bây giờ khách hàng mua lặp lại nó cũng khó, cái để mà tăng cái số tiền mua trung bình cũng khó. Bây giờ người ta uống một ngày 2 viên, bây giờ chả nhẽ mình xui là anh chị phải uống một ngày 8 viên à, để tăng số tiền mua lên à, không được. Thế thì chúng ta phải có phễu sản phẩm, thì lát sẽ đi vào chi tiết cái phần phễu sản phẩm để hướng dẫn các bạn tạo ra cái phễu sản phẩm cho mình. Thế là cái lý do đầu tiên là chúng ta có cái công thức này. Đấy, các bạn cứ nhớ công thức này. Đấy, sau này chúng ta nếu như mà các bạn học cái lớp lớp về mô hình kinh doanh ấy thì sẽ có rất là nhiều những cái chiến lược để tăng doanh thu nữa. Đấy, trong đấy có khoảng 100 chiến lược, có khoảng 40 chiến lược để tăng cái lượng khách hàng tiềm năng, khoảng 40 chiến lược để tăng cái tỷ lệ mua hàng. Đấy, mỗi một cái yếu tố này có khoảng vài chục cái chiến lược để giúp các bạn thay đổi. Đấy thì doanh thu các bạn sẽ tăng. Thì cái đấy chúng ta sẽ học sau nhé, học sau ở lớp lớp khác. Hôm nay chúng ta chỉ nói về sản phẩm thôi. Rồi cái yếu tố thứ hai để mà tại sao lại cần một cái phễu sản phẩm, bởi vì chắc chắn phễu sản phẩm ấy nó sẽ tạo ra một cái gọi là tạo hiệu ứng đám đông, sẽ thu hút được một lượng khách hàng rất là lớn. Bởi các bạn hiểu như này nhá, khách hàng thì họ cái mức tài chính của họ khác nhau. Nếu như bây giờ mình chỉ bán đúng một sản phẩm, ví dụ bây giờ bạn chỉ bán cái loại quần áo mà nó rơi vào tầm khoảng 1 triệu một bộ chẳng hạn, đấy thì nếu như mà chỉ có những cái sản phẩm mà tầm 1 triệu đấy thì các bạn chỉ thu hút được những cái khách hàng mà có cái tầm tài chính 1 triệu. Thế còn những cái khách hàng mà muốn sử dụng những sản phẩm cao cấp hơn, ví dụ người ta muốn mua những bộ 5 triệu, 10 triệu một bộ cơ. Đấy thì mình sẽ không có sản phẩm để phục vụ. Đấy nhưng bây giờ các bạn nếu như mà các bạn có cái hệ thống sản phẩm nó đa dạng hơn, thế thì chúng ta sẽ thu hút được cái lượng khách hàng lớn hơn. Và quan trọng ấy, chúng ta có sản phẩm không đồng, sản phẩm 1 đồng là những cái sản phẩm mà giá cực kỳ thấp. Đấy thì chúng ta sẽ thu hút được đấy những cái khách hàng mà có cái tầm tài chính nó nhỏ, đấy thì chúng ta sẽ có đám đông đến với mình. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.